Ông Việt và Thu Trang xin kính chào quý vị khán giả đã đến với TV Shopping. Quý vị thân mến, là một trong những trang bị an toàn quan trọng nhất khi mà chúng ta đi ra đường bằng xe máy, mô tô hay là phân khối lớn. Tuy nhiên, giữa một ma trận mũ bảo hiểm như hiện nay thì lựa chọn mũ bảo hiểm đến từ đâu, mang thương hiệu nào để đảm bảo an toàn luôn là trăn trở rất lớn, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, chính vì vậy mà trong chương trình TV Shopping ngày hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị khán giả thương hiệu mũ bảo hiểm GRO, một thương hiệu khá quen thuộc và được rất nhiều người đánh giá cao bởi chất lượng xuất sắc, mẫu mã đẹp và giá thành khá phù hợp. Vâng, mũ bảo hiểm GRO thì được sản xuất chính hãng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Sơn Tùng Anh. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và phân phối mũ bảo hiểm, công ty Sơn Tùng Anh luôn tự hào là một trong những đơn vị uy tín chuyên nghiệp nhất hiện nay. Và các sản phẩm mũ bảo hiểm GRO thì có mẫu mã kiểu dáng đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau. Như quý vị có thể nhìn thấy trên trường quay đây ạ. Mũ bảo hiểm rất là chắc chắn và rất thời trang, đúng không ạ? Dạ vâng ạ, với sứ mệnh đồng hành cùng sự an toàn của người dân trên mọi nẻo đường, hướng tới sản phẩm chất lượng cao với giá thành hợp lý nhất. Chính bởi vậy, mũ bảo hiểm thương hiệu GRO trước khi đưa ra thị trường đều phải được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt trong khâu sản xuất và đặc biệt sẽ được kiểm định chất lượng theo từng lô ngày sản xuất, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng ạ. Vâng, mũ bảo hiểm GRO của chúng ta thì được làm từ nhựa ABS nguyên sinh nên rất bền, nhẹ và chống va đập. Lớp xốp và mút lót của mũ bảo hiểm thì được khử khuẩn cùng các khe gió thông thoáng, giúp mang tới cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người sử dụng. Và đặc biệt là lớp kính chắn gió được làm từ nhựa trong suốt chống tia UV, giúp hỗ trợ tầm nhìn của khách hàng một cách hoàn hảo nhất, có thể quan sát rõ ràng trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả nắng mưa hay khi là trời đã tối rồi. Điều rất cần thiết để mang lại sự an toàn mà không phải loại mũ bảo hiểm nào cũng có thể làm được, đúng không ạ? Và sản phẩm có thể dễ dàng thay kính, thay quai. Không biết là những chiếc mũ bảo hiểm GRO thì sẽ có giá bao nhiêu anh Ngọc Việt nhỉ? Dạ vâng ạ, đối với những chiếc mũ bảo hiểm GRO thì chị Trang và quý vị có tin không ạ? Những chiếc mũ cao cấp chất lượng thương hiệu GRO chỉ dao động trong khoảng từ 180 đến 500 nghìn đồng, với mức giá vô cùng ưu đãi dành cho người tiêu dùng. Và quý vị hết sức lưu ý, hàng chính hãng của GRO sẽ có tem bảo hành trên từng mũ và tất cả các sản phẩm mũ bảo hiểm GRO sẽ được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua. Chất lượng sản phẩm đã được thể hiện qua sự tin tưởng, tín nhiệm của rất nhiều khách hàng cùng rất nhiều đơn vị, các khối cơ quan doanh nghiệp lớn trên toàn quốc. Và đặc biệt là mũ bảo hiểm GRO đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật. Một thước đo rất lớn giúp người tiêu dùng có thể đặt chọn niềm tin, đúng không ạ? Và hiện khách hàng thì có thể dễ dàng tìm mua mũ bảo hiểm GRO tại các cửa hàng và các kênh phân phối của công ty, hoặc có thể gọi đặt hàng qua hotline hay là truy cập vào website gro.com.vn, fanpage GRO Helmet, hoặc liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0359009038 quý vị nhé. Quý vị thân mến, mong rằng với những sản phẩm chất lượng đến từ thương hiệu GRO sẽ giúp quý vị tham gia giao thông an toàn và bình an trên mọi nẻo đường. Rất tiếc khi mà đến đây thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.